Mới đây, một bước tiến mới trong điều trị tình trạng yếu sinh lý, xuất tinh sớm, giảm ham muốn do hậu quả của COVID-19 để lại đã được công bố. Một phương pháp mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Bình, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, với hơn 30 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh về nam khoa. Đó là sản phẩm dạng viên nén đầu tiên áp dụng thành công hoạt chất quý hiếm trong cao mật nhân Ấn Độ và công nghệ nano hướng đích hàng đầu Nhật Bản, giúp nam giới tìm lại được ham muốn của mình, tăng khoái cảm, tăng cương cứng, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ lửa hạnh phúc gia đình. Ngày hôm nay thì Tuấn Tú thực sự rất là vui và bất ngờ khi nhãn hàng Minh Men đã mời Tuấn Tú đến dự cái hội thảo đầy ý nghĩa như thế này. Và đặc biệt đây là một trong những cái sản phẩm tăng cường sức khỏe sinh lý cho nam giới mà Tuấn Tú đã được trải nghiệm rồi. Chính vì thế mà Tuấn Tú hôm nay hy vọng là sẽ mang cái kinh nghiệm của mình, một người đã từng sử dụng sản phẩm để chia sẻ cho quý vị để chúng ta có một cái sức khỏe sinh lý tốt hơn. Với sản phẩm Minh Men này, tại sao mà Tú lại yêu thích? Bởi vì thứ nhất là đây là một trong những cái sản phẩm hoàn toàn được chiết xuất từ thiên nhiên, cho nên là nó rất là an toàn cho sức khỏe và chúng ta có thể sử dụng lâu dài được. Đấy là điều quan trọng. Bởi vì như các bạn biết rồi, khi chúng ta sử dụng thuốc Tây thì hiệu quả rất là nhanh, nhưng mà nó lại để lại rất là nhiều các cái phản ứng phụ không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, với sản phẩm này thì Tú thích nhất là nó có một cái chiết xuất rất đặc biệt từ một loại thảo dược rất là quý của Ấn Độ mà bản thân Tuấn Tú khi đi sang Ấn Độ đi tìm mua cũng rất là khó. Đó chính là cao mật nhân của Ấn Độ. Phải nói đây là một cái sản phẩm rất là tốt dành cho sinh lý của nam giới, đó là cao mật nhân. Cái thứ hai là với sản phẩm Minh Men thì có sử dụng cái công nghệ rất là cao và hiện đại nhất cho đến thời điểm này, đó chính là công nghệ nano đích. Tại sao lại là nano đích? Thì Tú thấy là nano ấy là đã rất tốt rồi, nhưng đích thì có nghĩa là nó đến rất đúng với những cái tế bào mà chúng ta đang bị hư hại, và sau đó nó điều trị cũng như là khắc phục và tái tạo các cái tế bào đó rất là tốt. Chính vì thế mà hiệu quả của nó rất là nhanh, rất là chính xác. Đấy là nano đích. Tú chỉ hiểu đơn giản như vậy thôi. Cái thứ ba ấy, là với sản phẩm Minh Men này thì được sản xuất theo đúng cái tiêu chuẩn GMP và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Điều đó có thể khiến cho chúng ta có thể an tâm sử dụng mà không phải lo nghĩ gì cả. Đấy là một điều rất là quan trọng. Khi chúng ta mua bất kể một sản phẩm nào ấy, thì cái việc mà được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn. Và khi mà Tuấn Tú sử dụng được khoảng 2 tuần thì Tuấn Tú thấy rằng đây là một sản phẩm rất là tốt. Nó đã cải thiện cho mình cái sức khỏe về sinh lý. Đặc biệt là Tú thấy mình ngủ ngon hơn và không bị đi tiểu đêm nữa. Đấy là cái điều rất là quan trọng. Và hơn nữa là thấy da mặt của mình sáng hơn. Thì nó rất là tốt cho mình khi mà Tuấn Tú đi quay thì mặt mũi nó phải đẹp, đúng không ạ? Thì cái sản phẩm này đã hỗ trợ rất là nhiều cho Tuấn Tú. Và khi mà Tú nhớ là sử dụng cỡ khoảng 1 tháng thì hoàn toàn đến như bây giờ quý vị nhìn thấy là Tú đang rất là sung mãn về vấn đề sinh lý, đã cải thiện gần như là rất là tốt rồi. Đến bây giờ thì không ngại gặp vợ nữa. Hơn nữa giấc ngủ đã sâu hơn, không bị thức dậy vào buổi đêm nữa. Hơn nữa là Tú thấy là da mặt của mình này, rồi tinh thần của mình cũng thấy sảng khoái hơn rất là nhiều. Đấy là điều mà Tú muốn chia sẻ thật đối với quý vị. Chính vì cái điều đó mà Tú nghĩ rằng sản phẩm Minh Men này sẽ là sự lựa chọn số 1 dành cho cánh mày râu chúng ta khi chúng ta gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe sinh lý nam giới. Và cứ nghe lời Tú đi, chúng ta sử dụng sản phẩm này đi. Chúng ta hãy thử đi. Chúng ta sẽ thấy Minh Men là sản phẩm rất là tốt dành cho cánh mày râu chúng ta. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.